Tối 7 tháng 11, Bộ Y tế cho biết hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận có 7.646 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 7.631 ca ghi nhận trong nước, tăng 151 ca so với ngày trước đó, tại 56 tỉnh thành phố. Có 3.332 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau,

Vĩnh Long 128 ca, Long An 119 ca, Hà Giang 116 ca, Bình Phước 114 ca, Trà Vinh 75 ca, Hà Nội 72 ca, Bắc Giang 70 ca, Bến Tre 64 ca, Khánh Hòa 60 ca, Hậu Giang 56 ca, Phú Thọ 51 ca, Bắc Ninh 51 ca, Nghệ An 50 ca, Ninh Thuận 48 ca, Bình Định 46 ca, Nam Định 46 ca, Thanh Hóa 45 ca. Đắk Nông 44 ca, Quảng Ngãi 41 ca, Gia Lai 29 ca, Thừa Thiên Huế 29 ca, Hà Tĩnh 21 ca, Quảng Ninh 21 ca, Lâm Đồng 20 ca, Đà Nẵng 18 ca, Điện Biên 14 ca, Quảng Bình 13 ca, Hà Nam 13 ca, Hải Dương 13 ca, Con Tâm 13 ca, Phú Yên 13 ca, Hưng Yên 11 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Trị 5 ca, Vĩnh Phúc 3 ca, Thái Nguyên 3 ca, Hòa Bình 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Thái Bình 1 ca, Sơn La 1 ca, Cao Bằng 1 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với các ngày trước đó như Cà Mau giảm 138 ca, Bình Dương giảm 95 ca và Đồng Nai giảm 88 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh tăng 126 ca, Bình Phước tăng 114 ca, Đồng Tháp tăng 91 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 968.684 ca nhiễm, đứng thứ 38 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.833 ca nhiễm. Cũng theo thống kê, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, ghi nhận 61 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 31 ca, Bạc Liêu 7 ca, Bình Dương 5 ca, An Giang 5 ca, Tiền Giang 4 ca, Đồng Nai 2 ca, Kiên Giang 2 ca, Đắk Nông 1 ca, Bình Thuận 1 ca, Cần Thơ 1 ca, Quảng Ngãi 1 ca và Sóc Trăng 1 ca. Về tình hình tiêm chủng, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 89.620.701 liều, trong đó tiêm một mũi là 60.845.405 liều, tiêm mũi 2 là 28.775.296 liều. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về phê A -vòng pháp luật tb.vn để những cái quà tặng và những bút hấp dẫn.